chào các bạn. Vậy là trên 10 trận đấu ngoại hạng Anh vòng 7 đã diễn ra hết sức sôi nổi với những màn so tài đỉnh cao và mãn nhãn. Trong trận đấu mở màn cho ngoại hạng Anh vòng 7, lữ đoàn đỏ Liverpool tạm làm hài lòng fan hâm mộ khi có chiến thắng tối thiểu và lấy được trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân vận động Selhurst Park bằng pha lập công của Jota ở phút thứ 9. Trận đấu thứ hai, trên sân nhà Emirates, pháo thủ Arsenal đã chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng lớn khi có màn lội ngược tỷ số, ấn định chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng trước câu lạc bộ Southampton. Trận đấu thứ ba, trên sân vận động Gate Community, người hâm mộ đã được chứng kiến một cuộc rượt đuổi tỷ số gây thót tim ngay từ những phút đầu tiên cho đến tận những giây cuối cùng của trận đấu. Giữa bầy ong Brentford và bầy sói Gu, chung cuộc với tỷ số 5-3, phần thắng và 3 điểm đã thuộc về bầy ong Brentford. Trận đấu thứ tư, trên sân nhà Etihad, đoàn quân mang xanh Manchester City đã lấy lại được phong độ sau hai vòng không giành chiến thắng khi đánh bại được câu lạc bộ Fulham với tỷ số 3-2. Trận đấu thứ năm, trên sân nhà, đoàn quân búa tạ West Ham đã ghi bàn vào lưới đối phương ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, chung cuộc nhấn chìm câu lạc bộ Ipswich Town với tỷ số 4-1, West Ham xứng đáng có thêm trọn vẹn 3 điểm. Trận đấu thứ 6, lần này trên sân nhà King Power, bầy cáo Leicester đã có chiến thắng đầu tiên cho mình tại ngoại hạng Anh mùa này, chiến thắng tối thiểu 1-0 trước câu lạc bộ Bucknor mau đủ để cho bầy cáo có niềm vui trọn vẹn khi giành trọn được 3 điểm. Trận đấu thứ 7, trên sân vận động Goodison Park, những chú chiếc chòe đã bỏ lỡ muôn vàn cơ hội để ghi bàn vào lưới đối phương, chung cuộc với tỷ số hòa 0-0. Newcastle chấp nhận chia đôi điểm với Everton. Trận đấu thứ 8, trên sân vận động Villa Park, những chú sư tử Aston Villa và bầy quỷ đỏ thành Manchester cống hiến một trận đấu buồn nhất vòng 7, chung cuộc với kết quả hòa, không bàn thắng, đôi bên tạm chia đều nhau một điểm. Trận đấu thứ 9, trên sân vận động Stamford Bridge, sự xuất sắc của thủ thành ở cả hai phía đã khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết. Kết quả hòa 1-1 và có được một điểm là thành quả xứng đáng cho tất cả những nỗ lực của Nottingham Forest, đội bóng đáng khen nhất mùa này. Trận đấu thứ 10, ghi hai bàn dẫn trước ở hiệp 1 của trận đấu, nhưng những chú gà trống Tottenham lại không thể giữ được chiến thắng khi để cho mòng biển Brighton lội ngược dòng và ghi 3 bàn liên tiếp ở hiệp 2. Với tỷ số 3-2 trên sân nhà Farmer, mòng biển giành mất 3 điểm trên tay những chú gà trống. Sau 10 trận đấu của vòng 7, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh đã có những thay đổi như sau. 4 vị trí đầu bảng không có gì thay đổi so với vòng trước. Vị trí đầu bảng vẫn thuộc về lữ đoàn đỏ Liverpool sau khi có chiến thắng nhẹ nhàng trước những chú đại bàng Crystal Palace. Hiện tại với tổng 18 điểm đang có, Liverpool 2 vòng chiếm giữ ngôi đầu bảng liên tiếp. Vị trí thứ 2 vẫn thuộc về đoàn quân mang xanh Man City, giành chiến thắng và có thêm 3 điểm ở vòng 7. Man City hiện có tổng 17 điểm, kém vị trí đầu bảng của Liverpool 1 điểm. Vị trí thứ 3 là pháo thủ Arsenal, hiện cũng cùng có tổng 17 điểm và cùng hiệu số bàn thắng bại nhưng kém số bàn thắng ghi được so với Man City nên tạm xếp dưới một bậc. Vị trí thứ 4 vẫn thuộc về câu lạc bộ Chelsea, ở vòng này Chelsea chỉ có thêm 1 điểm và đang có tổng 14 điểm. Vị trí thứ 5 vẫn thuộc về những chú sư tử Aston Villa, cũng có thêm được 1 điểm ở vòng 7 và cũng đang đồng có tổng 14 điểm so với Chelsea. Vị trí thứ 6 là sự vươn lên của mòng biển Brighton sau khi hạ gục những chú gà trống trên sân nhà và có được trọn vẹn 3 điểm. Hiện tại mòng biển có tổng 12 điểm sau 7 vòng đấu. Vị trí thứ 7 thuộc về những chú chiếc chòe Newcastle, có thêm được 1 điểm ở vòng 7. Chiếc chòe hiện có tổng 12 điểm sau 7 vòng đấu. Vị trí thứ 8 thuộc về câu lạc bộ Fulham, trắng tay ở vòng 7 nên Fulham hiện vẫn giữ nguyên 11 điểm sau 7 vòng đấu. Ở vị trí thứ 9 là câu lạc bộ Tottenham, tương tự cũng trắng tay ở vòng 7, nên gà trống hiện tại vẫn giữ nguyên 10 điểm sau 7 vòng đấu. Vị trí thứ 10 là câu lạc bộ Nottingham Forest, tiếp tục có được trận hòa và có được 1 điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Nottingham Forest vẫn trụ vững trong top 10 và hiện có tổng 10 điểm sau 7 vòng đấu. Vị trí thứ 11 thuộc về bầy ong Brentford, có chiến thắng đậm đà và có thêm trọn vẹn 3 điểm ở vòng 7 này. Bầy ong hiện cũng có tổng 10 điểm. Vị trí thứ 12 thuộc về đoàn quân búa tạ West Ham. West Ham cũng có thêm trọn vẹn 3 điểm ở vòng 7 và vươn lên vị trí 12 với tổng 8 điểm sau 7 vòng đấu. Vị trí thứ 13 là câu lạc bộ Bournemouth. Bournemouth hiện cũng đang có tổng 8 điểm, nhưng kém hiệu số bàn thắng bại so với West Ham. Vị trí thứ 14 thuộc về bầy quỷ đỏ thành Manchester, thi đấu ngày càng tệ và ngày càng thụt lùi trên bảng xếp hạng. Hiện quỷ đỏ chỉ có vỏn vẹn 8 điểm sau 7 vòng đấu. Vị trí thứ 15 thuộc về bầy cáo Leicester, có được chiến thắng đầu tiên ở ngoại hạng Anh mùa này. Bầy cáo tạm trở lại vị trí 15 với tổng 6 điểm có được. Vị trí thứ 16 thuộc về câu lạc bộ Everton, có thêm được 1 điểm ở vòng 7. Everton tạm thời vẫn giữ được ở vị trí an toàn với tổng 5 điểm. Vị trí thứ 17 thuộc về câu lạc bộ Ipswich Town, trắng tay ở vòng 7 nên Ipswich Town vẫn giữ nguyên 4 điểm sau 7 vòng đấu. 3 vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng không có gì thay đổi khi cả 3 câu lạc bộ đều tiếp tục bài trận và trắng tay ở vòng 7. Vị trí thứ 18 vẫn là những chú đại bàng Crystal Palace, hiện vẫn giữ nguyên 3 điểm sau 7 vòng đấu. Vị trí thứ 19 vẫn là câu lạc bộ Southampton, vẫn chỉ có được 1 điểm sau 7 vòng đấu. Vị trí cuối bảng vẫn thuộc về bầy sói Gu, đây là vòng thứ 3 liên tiếp bầy sói nắm giữ vị trí này và cũng chỉ có được 1 điểm duy nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Video đến đây là hết rồi, nếu thấy video hữu ích hãy nhấn một like ủng hộ kênh và hẹn các bạn ở video lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 8 nhé.